Xin chào các bạn nha. Thì cái vườn của mình là đang trồng dừa các bạn ơi. Dừa và mình sang canh là ẩu ruby. Sang canh ẩu ruby, dừa thì cây cách cây 6 m, hàng cách hàng 6 m nha. Thì mình sang chính giữa là cây ẩu ruby ruby nè. Mới trồng luôn các bạn ơi. Còn 20 cây kia là mình đã trồng cách đây không có 1 tuần rồi. Cây này không biết sống có nổ hay không mà nó héo rồi các bạn. Thì mình đợi coi thử là nó có phát triển được hay không. Nếu mà mình không phát triển được thì mình nhổ để mà mình thới cây khác vô. Chứ hiện tại là nó héo. Do nguyên nhân mà do nó héo là do hồi sáng hôm qua mình nhập hàng về đó. Là mình trồng buổi sáng luôn. Thì canh trưa là nó nắng đó các bạn ơi. Thì nó héo luôn. Nếu mà mình trồng còn trồng buổi chiều thì nó không ảnh hưởng gì nha. Thì chiều nó mát đó, rồi tối nó mát là nó phát triển luôn. Còn do mình trồng sáng, nhưng mà mình nghĩ là cái lá của nó héo thôi. Còn khi mà nó phục hồi được lại là nó nảy nhánh lên lại ok. Thì mình cũng ra để mà mình kiểm tra thường xuyên cây cấu nó như thế nào các bạn. Để mình kịp thời mình xử lý. Chứ mà mình mới trồng mà mình bỏ liều là coi như là cây của nó là nó chết hết luôn đó. Mình phải coi cái độ nước của nó là nó còn độ ẩm không. Nếu mà nó không còn độ ẩm là buộc mình phải tưới các bạn. Cái này cũng mới trồng hôm qua chứ. Và cái này là trồng được khoảng cỡ 2 tuần rồi nè các bạn. Cái này nảy lọc ra. Khi mà nó rễ nó phát triển ra rồi thì nó rất là phát triển. Thôi xin chào các bạn nha. Chúc các bạn có một buổi chiều vui vẻ và tràn đầy năng lượng nha. Hẹn các bạn trong những video khác nha. Và chia sẻ với các bạn kinh nghiệm cũng như là trồng cây của vườn nhà mình nha. Đến với các bạn nha. Và anh em cùng học hỏi nhau để phát triển và kiếm tiền nha. Xin chào mọi người.